Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1, trang 155, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: cho vài ví dụ về các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người. Ta sẽ cùng trả lời câu hỏi trên như sau. Ví dụ về các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người là: cá rô phi Việt Nam chết ở dưới 5,6 độ C và trên 42 độ C. Sinh trưởng và phát triển thuận lợi ở 30 độ C. Thiếu vitamin A, mắt trẻ em bị khô giác mạc. Thức ăn thiếu protein sẽ làm cho động vật gầy yếu, chậm lớn, dễ bị mắc bệnh. Phơi nắng lúc sáng sớm kích thích tổng hợp vitamin D ở dưới da. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1, trang 155, sách giáo khoa sinh học lớp 11.